khoa học là những cái thứ mà vận hành nó đã có sẵn rồi, và chúng ta là những người ngà tìm tòi nghiên cứu khoa học, thì chúng ta mở cái cover đó ra, thì đó là cái gọi là cái nghiên cứu khoa học. Tìm tòi những cái gì đó là có ích và hữu ích. Thì nghiên cứu học đòi hỏi bạn phải có những phương pháp để mà tìm hiểu cái vấn đề đó, để cho nó có một cái độ chính xác nhất định. Đầu tiên, trước khi mình làm một cái gì đó thì mình đều còn phải đọc và xem xét xem là trước đây ở trên thế giới, ở tất cả mọi người xung quanh, mọi người đã làm những cái thứ gì, có dùng sử dụng những phương pháp như thế nào, ý kiến của nó làm sao, và nó có phù hợp với cái đề tài, cái câu hỏi mà mình đang có ở trong đầu về cái vấn đề mà mình muốn tìm hiểu hay không. Làm quen cái môi trường ở đấy, chúng là đang nghiên cứu rồi, nhưng các em sinh viên chắc cũng phải đến một tháng để gọi là đi nhìn thôi. Nghiên cứu học cơ bản và nghiên cứu học ứng dụng. Khoa học là có tính kế thừa, nghiên cứu khoa học là mình đọc mỗi ngày để mình thêm, giống như hấp thu năng lượng, hấp thu kiến thức khoa học, ít hay nhiều gì không bổ ngang cũng bổ dọc, một từ hai từ nó cũng làm cho mình biết được một chút xíu về cái thế giới khoa học này. Mình nghiên cứu khoa học là cái chuyện mà khám phá bản thân mình, một cái năng lực nào đó có thể nhiều mình chưa có biết. Cũng vì một cái từ thôi là liên quan tới gen, liên quan tới DNA. Mặc dù lúc đó lớp 12 học rồi thì cũng không biết nó là cái gì. Thì lúc đó cũng vì những cái lý do đó mà đã bắt đầu đi vào cái con đường là công nghệ sinh học, truyền lửa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mình rất là thích những cái gì gọi là mình rất là thích trả lời những câu hỏi thuộc về thiên nhiên, và mình có một cái sự tò mò rất là lớn với lại cây cỏ, là mình muốn hiểu hết tất cả những cái gì thuộc về thực vật. Thì cái động lực chính của mình là sự tò mò của mình về thế giới tự nhiên và đặc biệt là thế giới thực vật. Cái lý do thứ nhất là mình thấy được gọi là idol. Cái thứ hai á là tác động của thế giới xung quanh. Còn cái thứ ba á là cái nội tại của bản thân mình này. Tại sao mình theo đuổi khi mình làm một cái công việc gì á mà mình làm nó mỗi ngày mình cảm thấy không có mệt? Thì đầu tiên thì chị nghĩ là cái động lực thúc đẩy á thì chắc chắn là phải sự yêu thích rồi. Mà cái sự yêu thích đó thì phải đến qua quá trình học hỏi tìm hiểu á. Sau đó thì dưới những cái tác động khác từ những người xung quanh, rồi từ thầy cô, rồi bạn bè, rồi ri rỉ vào tai các em, từ gia đình các em á. Là cái khả năng quan sát và ghi nhận lại. 5 cái. Một là năng lực làm thí nghiệm, 2 là năng lực tìm tòi, 3 là năng lực viết lách, 4 là năng lực trình bày, 5 là phản biện. Thì năng lực thì tùy mỗi người thôi, nhưng mà nó sẽ phát triển theo thời gian. Mình theo một kỹ năng là kỹ năng chia sẻ, mà mình kế thừa thêm rồi mình phát triển thêm thì nó sẽ trở thành một kỹ năng riêng của mình. Đó là cái kỹ năng mà em nghĩ là cần phải có, nhưng mà cái vượt qua cái sự cô đơn á. Một số vấn đề là những vấn đề mình đang tìm hiểu, và có thể là trên thế giới người ta cũng chưa hẳn là tìm được đến cái chỗ đó. Thì có thể là những cái lúc đó thì mình hơi bị bế tắc, bởi vì mình không thể tìm được câu trả lời ở những người xung quanh. Đôi khi mình cảm thấy cô đơn trong cái vấn đề mà mình đang nghiên cứu, tìm lại cái sự tươi mới trong cái cách suy nghĩ của mình, và từ đó thì mình có thể tìm ra được cái câu trả lời của mình. Trong quá trình mà mình làm việc á, mà mình không có sự tương tác tốt với lại người hướng dẫn á, mình nghĩ cái đó là cái khó khăn lớn cho những người nghiên cứu học trẻ. Khó khăn về tài chính, cái khó khăn là mình phải cân bằng cái cuộc sống của mình tại thời điểm đó để mình có thể theo đuổi được cái nghiên cứu khoa học. Có thể là trong quá trình làm thí nghiệm chúng ta sẽ thất bại rất là nhiều cái, và cơ bản cái thất bại đó thì mình phải biết cách chia sẻ với người thân, rồi với bạn bè, biết cách trao đổi với cái người hướng dẫn của mình như thầy cô của mình hay là những anh chị đi trước để có được những cái kinh nghiệm đó. Nghiên cứu khoa học là một cái gọi là một cái cuộc đua marathon, chứ không phải là cuộc đua nước rút. Bạn vừa mới đứng ngay cái điểm xuất phát thôi, bạn còn có một cái khoảng thời gian rất là dài để các bạn cải thiện kỹ năng của bạn.